phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Khương Dừa Channel bắt đầu từ ngày 9 tháng 9 năm 2023. Ngôi sao miệt vườn vui lắm bạn ơi, mời bạn cùng tôi tham gia thử sức cùng vui hết đi. Da 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 vui lắm bạn ơi. Lâu quá không hát cái quên mất lời luôn, nhưng mà mong là quý bà cô chú anh chị không có quên cái giờ phát sóng của chương trình Ngôi sao miệt vườn nha. Dạ, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube Khương Dừa Channel. Dạ, hôm nay đã là tập thứ ba của chương trình Ngôi sao miệt vườn mùa 2 rồi. Chị nhận được rất là nhiều lời khen, lời ủng hộ cũng như những cái bình luận rất là tích cực của quý bà cô chú anh chị, khen là năm nay chương trình có đầu tư hơn, các tiết mục được dàn dựng rất là hay, rồi đặc biệt là các thí sinh nữa sao mà kiếm ra những cô chú anh chị hát hay dữ dội luôn. Và cái tập 3 vừa rồi đạt được một kỷ lục rất là lớn, đó là 45.000 người xem trực tiếp trong cái khoảng thời gian lúc 20 giờ phát sóng đó. Rồi là một niềm vui đó, nhưng mà cũng là một cái niềm áp lực cho anh em Khương Dừa cho những tập sau. Mong là cô chú anh chị sẽ tiếp tục đón xem ở tập 4, tập 5, tập 6, tập 7, tập 8 nữa nha. Dạ, hôm nay thì buổi giờ Trang đi quay phim Dung Văn Dung Vẻ của chị Hai 4D. Quay suốt ngày luôn. Buổi giờ là ở chỗ Bình Chánh, quay được 3 ngày ở Bình Chánh rồi. Hôm nay là quay ở nha khoa của chị Hai. Sẵn buổi trưa Trang chạy về nhà để Trang làm một cái đơn hàng để gửi đi cho khách, nên là không có quay clip chia sẻ với cô chú anh chị được buổi giờ đóng phim. Tại vì quay nó liên tục, thành ra là mọi người sợ là nếu mà mình quay vlog á thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tiến độ quay của cái phim tập chính, thành ra không có ai dám quay hết, chỉ có chị Hai quay cho chị Hai Dung thôi. Nên là mong là cô chú anh chị sẽ chuẩn bị đón xem một cái bộ phim mới mà ekip Khương Dừa sản xuất cho chị Hai 4D, đó là bộ phim Dung Nhan Bạc Phận trên kênh YouTube của chị Dân nha, chủ trì của chị Dung. Dạ, rồi bữa giờ hát Trang mất tích thì cô chú anh chị yên tâm là tại vì Trang bận quá thôi, Trang bận làm phim với chị Dung thôi, chứ còn buổi sáng á, thì đi phụ làm phim, đến tối là Trang lại gieo đóng hàng, nhưng mà không quên là quảng cáo giới thiệu chương trình của sư phụ nữa. Thành ra nãy giờ là Trang đang đi vòng vòng hát vậy đó để giới thiệu. Rồi bây giờ mình vô từng nhà mình giới thiệu đi, giống như mấy bạn mà giới thiệu sữa, giới thiệu mấy cái sản phẩm tiếp thị á, là hay vô từng nhà xong rồi cái giới thiệu sản phẩm. Hôm nay cái nhà này đông khách nè, thấy nhà này quá chừng luôn, nên mình giới thiệu cái chương trình này là đến khoảng 10 người trong nhà này có thể xem luôn rồi. Đây đây, để mình vô mình giới thiệu. Chị ơi, dạ chị ơi, chị chủ nhà, chị ơi, nay chị có xem chương trình của bên em, hôm nay em đến giới thiệu chương trình Ngôi sao miệt vườn á chị. Là chương trình gì em? Dạ, chương trình này là một chương trình ca nhạc thực tế, chương trình dành tặng cho những cô chú anh chị ở mọi miền đất nước cùng tham gia và hát cái dòng nhạc quê hương trữ tình với sự xuất hiện của danh ca Châu Thanh, danh hài Minh Nhí, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền cùng sư phụ Khương Dừa làm MC. Dạ, chị nhớ xem chương trình này nha chị. Sư phụ Khương Dừa vậy, em là đệ tử hả? Dạ, em là đệ tử sư phụ Khương Dừa. Có hay không? Chương trình có hay không? Dạ, chương trình hay lắm chị, phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần nha chị. Hôm qua là phát sóng được tập 3 rồi, chị nhớ đón xem nha chị. Mà tập 3 hôm qua có gì hay em biết không? Dạ có nhiều thí sinh hay lắm. Có một anh rất là dễ thương luôn là anh Thắng Khiếm Thị. Anh đó là cái hồi casting rất là tình cờ là Trang có quay giới thiệu với anh. Và không ngờ là cái tập vừa rồi lúc anh thi á, thì mình là người quen mà nên mình ủng hộ cho anh hết mình. Nhưng mà do cái tập đó là anh cũng bị ảnh hưởng tới sức khỏe của anh, nên là đợt đó anh hát không có bằng cái hôm thi casting đâu. Rồi có chị, một chị mà giọng rất là độc lạ, chị hát được hai giọng luôn, giọng nữ với giọng nam, mà hay cái là giọng nam chị hát lại hay hơn giọng nữ nữa. Nghe em giới thiệu vậy là thấy chương trình hấp dẫn rồi đúng không chị? Chị nhớ xem nha chị, cho em xin phép là bây giờ mình dán cái poster ở đây nè, hoặc là ở đây đi chị, để cho mấy cô chú khách hàng của bên chị mà có vô thì thấy được cái hình của chương trình bên em để coi được không chị? Được, em gọi vô cái số hotline này giùm chị đi, cái số 0349563756. Em gọi điện em xin cái chị chủ cửa hàng này, em dán ở đâu cũng được hết. Vậy thôi em đợi trong lúc em xin chị đó thì em để đây đi. Em rồi, để rồi, đây rồi, đi. Rồi cái để cho đây đi, cho mấy cô chú anh chị nào mà có đi vô cái cửa hàng của mình á thì mình thấy được cái chương trình của em rồi mình xem luôn. Dạ. Nhà chị có cái gì đẹp quá ta. Wow, quá chừng luôn. Có khách hả chị? Đây. Quá chị đẹp. Nhà chị hình như là nhà chị bán bánh trung thu hả ta? Wow, đẹp quá.
Wow, ủa chị bán cái gì mà đẹp quá vậy chị? Chị bán bánh trung thu á em. Ôi, hộp đẹp ha. Rồi bánh đây hả chị? Đúng rồi, em lựa đi, chị có menu nè. Chị ủa, có nhiều menu cho em lựa, em mua đi, mua càng nhiều chị giảm càng nhiều á. Trời ơi, nhiều bánh quá, bánh trà xanh nè, bánh bánh Việt Quốc nè. Có tiramisu nữa, em thích tiramisu không? Ồ, mấy cái mẫu bánh này đẹp quá nè. Ôi ôi, đâu đâu còn bánh nào nữa chị? Chị coi em coi nhiều, với chị. Nhiều lắm, trời ơi, đây chị giới thiệu cho em nha. Đây đây là menu bánh của chị nè, em thấy không? Có bánh nè, bánh này bánh mặn nè, mè đen, sen, dứa, hải sản là có con tôm luôn nha. Rồi sen trăm bông, sen nhuyễn, táo đỏ, thập cẩm, dừa sữa. Trời ơi, ở đây phải hơn hả 20 loại bánh. Rồi hay quá ha, có bánh bánh nướng với lại bánh dẻo nữa, bánh bía nữa. Giống như em á là em thích ăn, đợt này em thích ăn bánh ngọt. Ba mẹ em thì thích ăn thập cẩm. Còn có cái bạn chơi chung với em á, bạn nó tên là bạn heo á, thì cái gì bạn nó cũng ăn được hết á. Cái gì bạn nó cũng thích hết á. Vậy là chỗ này là được hả chị? Được ha. Dạ. Ờ, trời ơi, mà chị thấy em mới vô tiệm chị mà em giới thiệu bánh đồ cũng sành sỏi. Trời ơi, em dân sale mà chị, em đi đến từng nhà để giới thiệu chương trình của em là chị hiểu rồi. Thôi bạn ơi. Xin chào quý bà cô chú anh chị kênh chị Trang. Dạ, xin chào quý bà cô chú anh chị thân thương của kênh Trang LTV. Bạn heo diễn không nổi luôn, bạn heo tới lúc đó là bạn heo cảm thấy là bạn heo không diễn được nữa, phải thoát vai. Hôm nay là đi quay phim sao mà thành ra là với như chị Dung, thành ra là các chị em đúng lịch đó là sẽ dành thời gian để đi giới thiệu chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 2, rồi là đi tuyên truyền, đi giới thiệu quảng cáo cho cô chú anh chị cùng xem. Nhưng mà đợt này quay phim chị Dung mấy ngày thành ra là không có thời gian để các chị em tụ tập để đi quay nữa. Buổi trưa này về được tí xíu nên là Trang tranh thủ về nhà để làm một cái đơn hàng gấp. Đơn này là đơn của anh của chị Loan và của chị Loan Cali gửi tặng cho anh Thái 100 chiếc bánh tôi nghiền miền Tây để anh đi từ thiện. Rất là vui luôn là đợt đầu tiên là chị Loan Cali có mua của Trang là 300 bánh để gửi tặng cho sư phụ Khương Dừa, với lại chị Thùy bên Kim Khiết mua 200 bánh, tổng cộng là 500 bánh để sư phụ Khương Dừa, rồi chị Loan Cali, sư phụ Khương Dừa, chị Thùy Kim Khiết, rồi chị nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền cùng đi Đắk Nông để trao 500 chiếc bánh trung thu cho các bé. Trời ơi, nhìn các bé ăn bánh trung thu á. Nhìn các bé ăn bánh trung thu á rất là ngon luôn. Nhìn thấy mấy cái hình con mà... mấy cái hình ha cắt ra, mấy bé cầm cái bánh mà còn mà không nghĩ là mình thường mang bánh trung thu mình còn cắt ra thành từng miếng tam giác đúng không? Mấy bé cầm nguyên cái bánh, mấy bé cắn trời ơi. Giống như là ăn cái bánh bao của mình luôn á, mà ai ăn mà kiểu cái nhìn như là mấy bé ăn mà mấy bé nhìn cái bánh như này giống như kiểu ui cái gì mà ngon dữ vậy ta. Cái này là mình nhìn hình phiên dịch thôi nha, còn không biết là có vậy hay không. Nhưng mà mình ăn thì mình thấy ngon thiệt, nên là mình rất là vui khi chiếc bánh của mình được đến với lại các bé. Xin cảm ơn chị Loan Cali, sư phụ Khương Dừa với lại chị Thùy. Dạ rồi, hôm nay thì sáng sớm cha cũng gửi 100 bánh tiếp nữa cho sư phụ Khương Dừa, để hôm nay sư phụ Khương Dừa cùng các bé nhỏ là bé Trà Sữa, Thế Dĩnh, rồi các bé trong gia đình Khương Dừa con sẽ đi trao quà cho các trẻ em ở Bình Chánh. Dạ, sáng sớm nay thì Trang cũng đã gửi thêm 100 bánh nữa. Rồi cái trưa nay là bây giờ sẽ gửi 100 bánh về An Giang cho anh Thái, để anh Thái đi gửi tặng cho bà con ở dưới An Giang. Những cái bánh này là tuy là bánh mà chị Lan Cali đã đặt từ rất lâu, nhưng mà lúc nào chị Trang với bé Heo cũng là làm những chiếc bánh mới. Như đêm hôm qua mặc dù Sài Gòn mưa rất là lớn luôn, nhưng mà cũng vẫn nhận những cái đợt bánh mới làm trong ngày, rồi về hai chị em tranh thủ bỏ vào từng cái hộp, phân ra là bánh nào có trứng, bánh nào không trứng để cho anh Khương Dừa nè, rồi anh Thái trong miền Tây. Khi mình nhận thì mình sẽ biết là bé nào ăn chay thì mình gửi những cái phần nào, mà bé nào mà không ăn chay thích ăn có trứng thì mình gửi những phần nào đó. Nên là hai chị em lúc nào là cho dù là phần quà mình mua dành tặng cho mình, hay là phần quà các anh chị mạnh thường quân ở nước ngoài gửi tặng cho các bé nhỏ ở Việt Nam thì nói chung là chị Trang với bé Heo sẽ cố gắng làm cho cái phần đó chỉnh chu như là một cái đơn hàng mình bán thật sự là đàng hoàng cho tất cả mọi người cùng được thưởng thức một chiếc bánh ngon. Trời ơi, mà thiệt luôn á là mới hôm nào là mới bắt đầu trung thu thôi, còn Thái đến trung thu mà hôm nay dèo cái là còn có hôm nay là ngày 10 âm lịch rồi. Ôi, còn có 5 ngày nữa là đến trung thu rồi. Coi như hôm nay là 25 Tết rồi phải không? Nhưng mà tính ra thiệt ra là đến ngày 20 ngày 13 âm lịch, tức là ngày 27 27 tháng 9 thì gần như là tất cả các bếp người ta sẽ nhận những cái đơn cuối cùng. Đó, bởi vì bánh là bánh bên nhà Trang á, hôm nay chị Trang biết không, ở ngoài bán á là đã 30.000 có một cái bánh trung thu rồi. Thậm chí là mua 1 tặng 6. Nhưng mà những cái chiếc bánh đó thì như bé Heo có chia sẻ ở những cái trước á là họ thường là làm bánh thủ bánh công nghiệp.
thành ra là cái hạn sử dụng có thể là đã được cả tháng hơn rồi, bây giờ kiểu như mình tranh thủ mình bán xả. Nhưng mà bánh trung thu của chị Trang LTB đó là bánh quý bà cô chú anh chị đặt thì mới làm, thành ra ngày nào cũng là bánh mới đó, nên là mình nhận cái bánh tới tay đều là những sản phẩm chất lượng và bánh mới, không có chuyện là mình lấy bánh cũ hả cả tuần hai tuần mình bán cho quý bà cô chú anh chị là không có luôn á. Dạ thì coi như là bánh của mình ăn như thế nào thì mình sẽ đưa ra bên ngoài. Dạ, như thế thôi, rất là vui là được cô chú anh chị rất là yêu thương. Nhưng mà thiệt là mệt thì mệt thiệt nha, tại vì bữa giờ hôm nào là sáng Trang cũng đi làm, tại Trang đi quay phim cho bên anh Khương, rồi bên bữa giờ là quay cho chị Dung nữa, ra sáng là 6 giờ sáng Trang đã đi, mà tối thì bánh mới ra lò là 10-11 giờ là bắt đầu Trang với bạn bé Heo bắt đầu kiểm đơn, rồi soạn đơn rồi gửi cho khách, rồi xong rồi cái mình chia đơn cho ngày hôm sau nữa đó. Đây là những cái đơn đặt hàng của khách mà nãy giờ bé Heo với lại bé Nương đã soạn sẵn rồi đó. Bây giờ này là 100 bánh của bên anh Thái đúng không? Để Trang gọi điện Trang báo với lại anh Thái là mình có bánh rồi. Dạ đó, thì hôm nay là bánh anh Thái đặt đó, cũng có bánh chay bánh mặn luôn, và bé Heo có trao đổi với anh Thái trước rồi thì sẽ đặt những cái loại mà các bé thích ăn, giống như là đây là cái bánh Việt Quốc là ba bông hoa rất là dễ thương ha. Để Heo thấy mấy cái khuôn rất là xinh luôn đó. Rồi đây là bánh tiramisu giống cái hình bông hoa hướng dương, cái bánh này là bé Nương rất là thích nè, bé Nương đã ăn thử một lần rồi, đến lúc mà cho chọn lại bé Nương vẫn chọn cái bánh tiramisu là biết nó ngon cỡ nào luôn đó. Còn đây là cái bánh cốm dừa hình bông sen, đặc trưng bánh dẻo bên chị Trang á là thường là hình sẽ là hình bông sen hoặc là búp sen. Cái bánh cốm dẻo này ăn bên trong nó sẽ hơi giòn giòn sực sực nhẹ nha quý bà cô chú anh chị á, có thấy à cái màu cốm dừa bên trong á nó xanh lá nhẹ ra không? Trời, cái này cắt ra cái màu bên trong nó đẹp lắm nha. Nhưng mà đặc biệt với cái bánh dẻo này á quý bà cô chú anh chị, bánh mới lúc nào cũng là bánh mới, mình nhận về mình để giùm bé Heo một ngày hẳn ăn, thì khi đó những cái bột phấn quý bà cô chú anh chị thấy không, những cái bột này nè bắt đầu là nó ám vào trong cái bột bánh rồi, mình ăn cái bột bánh sẽ không còn hăng cái mùi bột mà nó rất là thơm luôn. Cái lúc đó là cái bánh dẻo của mình là ăn bắt đầu là ngon rồi đó. Đặc biệt bánh dẻo là mình để qua một ngày chứ rồi em biết bom hàng sao gọi điện cho anh Thái không được. Để bây giờ là mua tặng mà gửi cũng không nghe máy luôn nha. Bây giờ để gọi điện cho chị vợ anh Thái. Trời ơi, chứ cái đống 100 bánh này mà không giao được chắc mình ăn không nổi. Chứ bữa giờ chị Trang với bé Heo bán thì trộm vía là được cô chú anh chị yêu thương, nhưng mà lâu cũng dính một hai đơn thì không phải là quý bà cô chú anh chị không lấy, mà kiểu như ban đầu mình đặt là 10 hộp, sau mình giảm xuống còn 9 hộp thôi, thì kiểu như nó dư ra một hai cái, thì nói chung là bé Heo cảm thấy dư ra tầm 4 cái thì bé Heo thấy vui lắm, tại vì mình có bánh dư để ăn. Nhưng mà vui lắm, ăn xong mà giờ dạ Trang là tăng lên 2 kg nha cả nhà. Nhưng mà 100 cái mà dư ra là chết luôn á. Rồi đây bây giờ Trang gọi số hotline chị vợ của anh Thái coi sao. Bạn lấy hộp đi, em mở vô hộp đi. Số hotline bán hàng là lúc nào gọi cũng sẽ nghe. Đưa micro. Để gọi cho chị vợ anh Thái để hỏi. Alo, chị nè. Dạ, em chào chị Hạnh. Rồi, chào em. Dạ, nay khỏe không chị Hạnh? Chị dạ, khỏe. Dạ, bữa giờ chị bán sao rồi? Cũng ra ngay em. Dạ, mà anh với chị vẫn đều đều ha, vẫn đi quay clip YouTube rồi vẫn bán ốc hả chị? Bữa giờ nhiều đơn không chị? À, bán cũng ra ngay, được cô bác với chị em ủng hộ, bán cũng ra ngay, cũng xúc được. Dạ. Rồi em chở cô bác sao rồi? Dạ, trộm vía là em cũng được anh chị thương, được cô chú thương nên là mọi người ủng hộ. Cũng vui chị ha, thấy bữa giờ anh Thái cũng vui quá chừng. Dạ. À, ủa nãy giờ em bán được thì vui. Dạ, cảm ơn chị nhiều. À, chị em sao em gọi anh Thái không được ta? Gì hả? Dạ, nãy em gọi anh Thái không được. Anh đi đâu, đi quay đâu sáng giờ á. À vậy hả chị Hạnh. Em đang gửi đồ xuống cho anh Thái nên là em gọi điện em báo để xíu nữa có gì anh Thái ra nhận, mà gọi anh Thái không được nên em gọi báo chị nè. Chị hả? Dạ. Ủa ảnh đặt cái gì? Dạ ảnh ảnh đặt bánh trung thu á chị. Anh đặt bánh trung thu xuống. Chị hả? Dạ. Ủa anh đặt bánh trung thu chưa ta? Ủa anh không nói chị hả? Không, anh không có nói gì chị đâu. Ờ dạ. Mà được rồi, em gửi cho anh chị đó. Dạ. Bánh đó. Dạ. Ăn quá trời ngon luôn.
Bà hai hai chồng chị với gia đình chị đợi em gỡ ra ăn đâu có nhiều đâu, như là đủ rồi, bà đặt thêm chi nữa ta? Ờ vậy hả? Rồi chị em thấy anh đặt em một 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 100 bánh lận á. Ở đây là anh đặt em một trăm. Dạ. Anh đặt cho em 100 bánh lận. Ủa anh đặt dữ trời. Ủa anh không nói chị hả? Anh nói em là hôm nay nè là gửi xuống cho kịp để anh tặng tặng cho chị đó đó. Hả? Dạ. Tặng chị nào vậy? Em không biết. Có nói tặng sai không? Em không biết nữa. Thì bình thường anh nói với ai là em nhớ à. Xong đợt này anh nói làm đợt đảm bảo cho anh để kịp Trung Thu anh tặng cho chị đó. Anh tặng cho em là sao anh nói hớ vậy đó. Anh kêu tặng chị đó. Xong cái anh nói tặng cho người ta. Anh sửa liền. Cái bữa đó dạ. Gửi về đó. Ăn bánh ăn khen ngon hết á. Dạ. Cảm ơn chị. Bánh Trung Thu á ha chị. Ừ, dạ. Bánh Trung Thu đó, gửi đó. Dạ, đó là chị quà của đó. Chị Trini Ngô ở nước ngoài gửi tặng cho anh chị mà em lỡ trêu cái em kêu giả bộ bom hàng trả cái thùng ốc về á. Đừng giận em nha. Ừ, có gì đâu. Dạ. Ăn bánh ngon lắm. Dạ, cảm ơn mà chị. Anh thấy ngon chắc anh đặt nữa nhưng mà không biết đặt cho ai hay gì á. Ui vậy hả? Chị không biết luôn, chị không nói luôn. Ồ. Mà đặt dữ không biết nữa. Ồ, đặt nhiều. Đúng rồi, đặt 100 bánh luôn á. Lúc mà anh đặt em còn hỏi là sao mà đặt dữ vậy. Cái anh nói thì anh đặt tặng cho chị đó mà. Sao em hỏi ủa chị nào anh? Nó nói không không, anh đặt cho người ta. Anh nói gì đó, xong rồi anh không có nói tên ai hết. Chứ còn bình thường thì anh Thái lên đây là bạn bè hay là anh Khương hay trong nhóm tụi em là biết hết à. Mà sao cái người này anh Thái không nói ta? Cứ khi nào mà mua này chị tặng ai lắm chị cũng vậy đó. Dạ. Nhiều khi lễ rồi để kia. Có khi nào ảnh mua tặng chị đâu hay là tặng ai đâu, nhưng mà nếu như mà tới Trung Thu này mà có mua tặng giống như tặng ba mẹ chị thì bất quá cũng một hộp hai hộp thôi, chứ anh mua giữ chứ không biết nữa. Ồ. Anh có gì anh có gì không ta? Sao tự nhiên cái đặt gì mà giữ thần rồi đặt cho chị nào mà nó bắp mé rồi, hay là gây bất ngờ cho chị đó? Bất ngờ gì có mà đâu. Đặt 100 bánh thì ăn đâu mà đặt cái dữ nhà, nếu mà có mua cho gia đình thì cũng hợp hay hợp thôi đúng không? Dạ. Đâu mua dữ nhà. Ừ. Hay là bữa biết cái này đó. Bữa giờ anh có đi sớm giờ khuya gì không chị? Không, thì cũng tục ra thì cũng đi quay bình thường rồi chiều về vậy á. À. Chứ hôm bữa em coi cái clip gì của anh Khương đi xuống với chị Vân là thấy gì trả cái quần đùi của bạn gái nha. Đó vậy. Cái đó thì có anh Thương. Dạ. Anh Thương thì anh về anh cũng hay chọc ghẹo vậy mà chọc phải không nói chung chị không biết chọc hay là có luôn à, coi cái clip của anh thì cũng biết. Dạ. Anh chọc ghẹo thôi à, chọc phải đúng không? Không biết cái mà, chị này có phải là cái chị quần đùi đó không ta? Không biết nữa. Cái chị này phải là chị quần đùi đó không chị? Ông kia nó bên Khương bên đó nó bên chợ mới gì đó. Dạ. Nhưng mà bữa đó con có clip thì thấy anh Khương anh nói mượn cái quần. Dạ. Chứ coi có clip đó. Chết rồi, vậy em có nên hỏi anh Thái không? Chứ em làm vậy rồi lỡ tự nhiên cái giúp cho anh Thái nhưng mà lại phụ lòng chị, buồn lòng chị thì sao? Đâu có gì đâu em, anh chị để hỏi anh Thái coi đặt rồi giữ dạ. Nhưng mà chị hỏi khéo khéo nha, chứ lỡ anh tặng cho anh chị đó rồi cái giờ chị hỏi cái anh biết cái là cái anh hủy đơn hàng của em cũng không được à. Mà tặng giả sử như tặng cũng vài hộp thôi, là mà tặng 100 bánh như vậy à. Hay là anh hồi xuân ta, hồi xưa lúc mà em thấy ai mà đang thích nhau là hay kiểu tặng tặng quá trời luôn á, tặng để kiểu gây ấn tượng á, thể hiện á, thì nó tặng dữ lắm. Chắc cái này tặng chắc không phải mình nên chỉ đồ ăn mà chắc nguyên gia đình nha. Ồ, cái này là đánh phủ đầu luôn á, là tỏ tình đó trời. Chị thấy đâu có gì đâu, bình thường, hai chồng cũng làm bình thường công việc. Dạ. Thì đi quay bình thường vậy đó. Ừ. Dạ. Thôi em lỡ em nói chị biết thôi chứ chị đừng có hỏi lại ảnh nha. Chứ không mà cái anh hủy đơn bên em là chết luôn, tại bên em làm bánh xong hết trơn rồi. Có gì đâu, thì chị hỏi là anh làm gì mà đặt bánh dữ vậy? Dạ. Mà đặt cho ai mà nhiều như tới 100 bánh dữ vậy? Ờ. Chị chỉ hỏi vậy thôi, tôi dạ. Trả lời sao? Dạ.
em tính hỏi á, nhưng mà thấy này giờ anh đặt cho em chuyện riêng, em hỏi anh nói lỡ xong cái anh kêu người ta thôi, cái em không hỏi nữa. Thì em sẵn em hỏi chị coi chị biết không. Ai về chị không biết chết rồi, chị biết chuyện không biết sao không ta. Chị có biết gì đâu, anh đặt chị có nói với chị đâu. Dạ. Mà bánh đem ăn ngon, ngon. Cảm ơn chị. Ý để em gửi thêm, để đợt sau này anh nói mấy ngày nữa anh Thái lên Sài Gòn, Thái đóng phim chị Dung nè. Để em gửi cho, mời anh chị thêm cái đây, giờ còn mời bác nữa. Nhiều đó, được rồi. Chỉ giờ chị ăn cũng ít. Lại em cũng bán đâu có lợi nhiều đâu mà gửi hoài. Cảm ơn nha. Thôi, để gửi ít chứ anh chị cũng mới gửi ốc cho em đây mà. Nhưng mà em nói vậy thôi, đừng có buồn nha, đừng có nghĩ gì nha. Thì chị cũng có nghĩ gì đâu, tại có gì thì chị tối nay chị hỏi ảnh coi đặt chi mình nhiều dữ dạ. Dạ, đừng hỏi 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 khéo rồi, đừng buồn, đừng nghĩ gì à. Dạ, thôi để giờ em gửi bánh, em làm em gửi bánh cho anh chị ha. Gửi hôm nay là chắc là tối là anh chị nhận được luôn á. Thì có gì tối chị nói ảnh đi lấy giùm em nha. Chị nói với ảnh. Dạ. Nhưng mà chị hỏi coi đặt chi mình nhiều dữ dạ. Dạ. Sao tự nhiên giờ nghe giọng buồn hiu vậy trời. Có sao không vậy? Có sao đâu, tại bất ngờ tự nhiên cái hô đấy đặt em tới 100 bánh. Dạ. Để nào có đặt thì đặt bữa đó anh ăn thì ngon. Để nào đó anh đặt thêm vài hộp nữa, giống như là cho ba mẹ hay là ba mẹ chị á. Dạ dạ. Đặt tới 100 bánh. Có khi giờ anh chơi bất ngờ á, anh thấy nhà mình ăn ngon, cái anh mua tặng hết cho nhà mình với lại hàng xóm nhà mình không? Cũng có đâu. Đó giờ nói thiệt chứ đó giờ chị trả ít cái khi nào mà tặng quà cho lắm, chị cũng vậy nè. Ừ. Lúc hai chồng cưới nhau về tới giờ là chưa bao giờ tặng quà cho chị luôn. Ồ, chưa bao giờ tặng quà luôn. Ừ, chả nói lễ 14 tháng 2 đó. Dạ. Anh ta biết ngày gì không? Thế ngày gì? Nó là ngày 14 tháng 2, cái thì bình thường thôi, có gì đâu, vợ chồng nó bông hoa chứ mất công trúng tiền. Để tiền của anh đi mua thì cũng như là tiền của em mất công trúng tiền. Dạ. Rồi thôi, cũng bình thường, như cái ngày lễ lắm thì cũng bình thường, chứ nó không có quà cáp gì hết á. Dạ, hèn chi. Ừ. Như mấy lần tụi em hay là ảnh lên Sài Gòn á, cái ảnh hay quý, cái ảnh hay mang quà quê đồ nở nhà thôi ha. Đúng rồi. Chứ cũng đâu có ở dưới quê mua. Thì có gì thì đem lên cho anh thương đồ. Dạ. Mà sao không biết đợt này cái anh cũng mua, cái em cũng hết hồn mà em cũng ngại hỏi. Nên là sẵn em hỏi chị mà về chị không biết. Dạ. Chị không biết thiệt. Dạ. Không biết cũng mua cho nhiều dữ không biết. Dạ. Thôi chị từ để chị hỏi anh đi chứ chị đừng nghĩ gì nha. Chị tối nay chị nhận bánh đi rồi chị với anh hỏi chuyện nhau coi làm sao ha. Để anh về chị hỏi thứ coi rồi. Dạ. Chị nói ảnh để tối rồi lấy bánh về. Dạ dạ. Ok em cảm ơn chị Hạnh. Vậy thôi chị rồi, Hạnh nghỉ ngơi nha. Dạ. Rồi, có gì chị Hạnh gọi em nha. Dạ, cảm ơn chị Hạnh nhiều. Dạ, chào chị Hạnh. Dạ. Bạn quay phim chị về có ổn không? Đang chơi chị Hạnh vậy có kỳ quá không? Trời ơi, khúc cuối là hơi buồn luôn á. Nghe giọng chi lúc sau nghe giọng chi buồn quá. Chị không nói ra mà mất công vợ chồng ta đục lỗi tại mình nữa. Thì mình lâu lâu mình trêu anh Thái một xíu thôi. Trời ơi, tình cảm của người ta là đã dư gia vị cuộc sống rồi. Cái này là chị Trang làm cho nó mặn thêm á. Vậy có kỳ quá không? Hay gọi điện nó thiệt nha. Gọi điện nó thiệt nha. Không ấy, mình lỡ rồi mình nói với anh Thái á, tối giờ biết đâu rồi anh Thái vậy cái anh Thái làm chị bất ngờ chị vui thì sao? Không tăng kìa. Em biết thôi, chị Trang làm thì Trang phải tự giải quyết, tự nhiên hỏi em. Ôi. Sống chết. Giờ sao với bà cô chú anh chị? Chị tính là chồng anh Thái chơi một xíu để không, coi. Cũng không nghĩ là chị không biết thiệt nè, bạn heo còn tính là thấy lúc mà đặt cho chị nè Tinh Nhung cái nghĩ là không. Đấy. Ý Trang là kêu là đặt cho bạn chị là Tinh Nhung. Đó, xong rồi cái lúc sau sực nhớ là cái đơn này của chị Loan Kali, mình cho chị một chút cái gợi ý của chị biết không? Đặt cho chị Loan. Đó ghi chữ Kali rồi gạch sợ chị Trang nói rồi đó. Gửi cho chị Loan mà chị Trang không nhả gợi ý làm trời chắc giờ. Bây giờ đang nhảy số không? Giờ đang đang đứng ngồi không yên đồ không? Cúp máy chắc khóc luôn á. Ôi, thôi mong là anh Thái anh Thái lên clip này có xem clip này thì vui thôi nha. Không. Dạ.
phải mong là chị xem clip này đúng không? Phải mong là chị sẽ là người xem clip này, chị sẽ biết là à ok rồi chị hiểu rồi. Sao Trôn mà cảm thấy nặng nề quá ta, Trôn mà cảm thấy ăn năn quá. Thôi bây giờ để Trang với bé Heo sẽ đóng những cái chiếc bánh trung thu này gửi xuống cho anh Thái Tô Nghiệp miền Tây, để hôm nay anh sẽ thay mặt cho chị Loan Cali gửi tặng 100 phần bánh trung thu cho các bé, các cô chú anh chị ở An Giang. Xin kính chúc mọi người sẽ có một mùa trung thu vui vẻ. Dạ, mình phải làm liền đi để anh Thái nhận bánh liền, để anh Thái còn giải thích cho chị nữa. Chứ mình mà để lâu á là chiếc bánh này chưa tới là anh chị sẽ kiểu như suy nghĩ á. Phải nhắn cho anh. Nhắn cho anh liền phải không? Là lúc mà anh mà lấy 100 cái bánh này về, dù có chuyện gì chăng nữa thì phải nhẹ nhàng với bánh trung thu của em thôi, không nó vỡ. Lỡ mà kiểu như giận cái chứ nớt luôn. Đúng rồi, cái thùng bánh này của ai? Đun một cái là rồi là không được đâu. Sao Trang thấy Trang sai lầm ghê, nãy Trang giỡn em quá hả? Nói chứ chị Trang mà lát nữa mà Trang thử úp lít xong được á thì mình gửi nhẹ cho anh Thái để anh Thái biết. Để xin anh chứ anh Thái, để anh Thái biết lựa lời đúng không? Không, lựa lời là cái chuyện hiển nhiên phải lựa lời. Nhưng mà anh về là anh phải cất cái thùng bánh ra xe, anh đi tay không vô trước, đúng không? Rồi mình nói chuyện xong á thì biết đâu chị bê bánh vô cho làm sao. Dạ, thôi Trang lỡ gan lên liều chọc anh Thái một xíu. Mà lỡ mà nó không đúng thì cô chú anh chị đừng giận, đừng buồn cho nha. Để Trang sẽ xin nha, Trang gọi điện cho anh Thái biết trước để anh Thái lựa lời, nó chuyện khéo với chị dùm Trang. Nhưng mà độ cũng tại anh Thái không nghe máy chứ bộ. Gọi quá trời luôn, gọi cháy máy luôn á. Thôi nhưng mà nói chung là mình giỡn vậy là thấy sai rồi. Dạ, cảm ơn quý bà cô chú anh chị rất là nhiều. Thôi bây giờ Trang tranh thủ gửi cho anh Thái rồi tiếp tục quay lên phim trường để quay phim cho chị Dung nha. Hẹn gặp lại quý bà cô chú anh chị ở những clip tiếp theo. Bye bye. Hãy đón xem Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 2 được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Khương Giờ Channel, bắt đầu từ ngày 9 tháng 9 năm 2023.